áo này. Mày. Gì này? Anh, nhanh nhanh lên anh. Lấy hết đồ đạc của nó vứt đi. À, đuổi thằng Tân à? Đuổi luôn à? Đuổi luôn à? Bảo lấy nhanh lên. Này, sách vở này. Thằng danh con này, nay mới đuổi được nó. Anh chị làm cái gì vậy? Cậu tan học về rồi đấy à? Thế thì cũng đỡ cho vợ chồng tôi rồi. Cậu mau mau vào trong thu xếp đồ đạc đi. Nếu không ý, tôi vứt ra thùng rác đấy. Chị Huyền, tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao chị lại tự ý vào lục lọi đồ của em, rồi vứt hết tất cả ra đây chứ? Có trách ấy, thì trách bố mẹ gặp tai nạn chết sớm. Từ bây giờ, cái nhà này là của bọn tao, nghe chưa? Anh nói cái gì vậy? Bố mẹ của tôi cũng là bố mẹ của anh ấy. Bố mẹ? Mày gọi hay nhở? Tao chỉ là chị em cùng cha khác mẹ với mày. Ngôi nhà này đáng lý phải thuộc về tao và anh Tẻ lâu rồi. Đây bố đã mất, tao về đây để đuổi mày đi. Chị Huyền, chị nói cái gì vậy? Bố bảo nhà này là nhà của Trung, em cũng được ở. Anh chị không có quyền gì mà đuổi em đi cả. Đúng là cái thằng điên. Mày là em trai, mày đừng có láo. Rồi, bây giờ thì biến, đừng để tao cáu. Anh chị không sợ bố mẹ ở dưới suối vàng sẽ buồn vì chuyện này sao? Chẳng lẽ em và chị là chị em ruột của nhau mà chị lỡ đối xử với em như vậy à? Tao mà sợ ấy thì tao đã không làm như thế này. Cái loại em trai mà dám tranh giành với chị à? Không dễ đâu. Ngay ngày mai tao sẽ lên trường làm đơn thôi học cho mày luôn. Chị. Này, bây giờ thì để bố mày xem nhá. Không nhà, không cửa, không có tiền bạc, mày đóng học phí kiểu gì? Người ta bảo rồi, nhân bất học, bất chi tồn. Nghe chưa? Ha? Thế là nhân bất học, bất chi lý đấy. Giống như hai người vậy. Để tôi xem hai người sẽ phải trả giá như thế nào. Sợ thế. Đổ chưa? Cố gắng nhá. Ê, không cần nốt mấy cái quần áo rách nát này đi à? À? Có mà thêm tiền chứ giá dầu gì. Đúng là cái thằng điên. Thôi mấy này tí bán rất vụn. Sướng. Sao thế? À, tớ đang buộc cái giỏ ấy mà. À, để tớ giúp. Xong rồi đấy. Cảm ơn cậu nhá. Mà sao cậu lại đi chở hàng thế này? Không ở nhà học bài đi. Sắp thì đến nơi rồi đấy. À, tớ... Sao? Mà tớ nghe chuyện là chị Huyền cướp nhà rồi đuổi cậu ra ngoài đường à? Thế chuyện giải quyết sao rồi? Thì vẫn thế thôi. Dù là phường xã, vận động, nói năng nói nhẹ các kiểu, nhưng mà vẫn không thay đổi được gì. Thế bây giờ cậu đang ở đâu rồi? Tớ đang ở nhà trọ của một người bạn. Vẫn đi làm, vừa kiếm tiền để đóng học phí. Cái gì? Cậu không có tiền đóng học á? Thế chị Huyền không cho cậu à? Chị ta đúng là cạn tàu gió máng mà. Không được đâu. Chị ấy làm đơn cho tớ nghỉ học vì lý do là không có tiền đóng học phí. Bây giờ mà muốn đi học lại, chỉ có thể phụ thuộc vào bản thân tớ mà thôi. Chị ta thật là quá đáng mà. Này, cậu cầm lấy đi. Cái gì đây? Đây là tiền tiết kiệm của tớ đấy. Cậu cầm lấy mà đóng học. Còn dư được ít nào ấy thì giữ lấy mà ăn uống. Thôi, tớ không lấy đâu. Tiền này là tiền tiết kiệm của cậu. Với lại nhà cậu cũng chẳng khá giả gì, là còn phải nghỉ học sớm để phụ bố mẹ buôn bán nữa chứ. Này. Ê giời, ngại cái gì? Tớ với cậu là bạn bè với nhau. Mà ngày xưa bố mẹ tớ ốm thì cũng là bố mẹ cậu giúp nhà tớ mà. Thôi cầm lấy đi, không phải ngại đâu. Thôi được rồi, tớ cảm ơn cậu nhá. Sau này tớ có ấy, tớ nhất định sẽ trả lại cậu. Ốc cục mang đổi bình cốc mà đòi mang cọc cho rêu à? Con bán rau không lo bán,
lại lấy tiền đi giúp thiên hạ. Bầu ơi, thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một gian. Tại sao chị lại nhẫn tâm đuổi cậu ấy ra đường, hại cậu ấy đến mức nông nỗi này? Mày nghĩ mày là ai mà giao giảng đạo đức với tao? Tao không những đuổi nó ra khỏi nhà, tao còn cho nó nghỉ học luôn cơ. Thì sao? Chị đúng là độc ác mà, cạn tình cạn nghĩa. Vợ chồng chị làm như vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt à? Lương tâm là gì? Có ăn được không? Có muốn trách ấy, là trách bố lúc mất không để lại tài sản cho nó. Tao là chị thì tao có quyền. Này thì nhiều chuyện. Chị làm cái gì vậy? Hỏng hết rau của tôi rồi. Tao đang dạy cho mày cách biết điều đấy. Đừng có tưởng dùng mấy đồng bạc lẻ mà dám lên mặt với tao. Chị Huyền, chị thôi đi, đừng có làm như vậy nữa. Biết nhau à? Đúng là ngưu tập ngưu, mã tập mã mà. Cấp một, mày bênh người khác như thế à? Đừng có mà làm phản. Mới tí tuổi đầu, được người khác cho tiền cái là dám ra vẻ ta đây với tao à? Tao nói cho lũ chúng mày biết, chúng mày mà nói xấu sau lưng bà ấy thì đừng có trách tao ác, nghe chưa? Tớ xin lỗi cậu, số tiền này thôi, tớ không cầm nữa đâu. Nhưng gì, cậu cứ cầm lấy đi, dù gì mình cũng là bạn bè với nhau mà. Cũng không sao đâu, thôi muộn rồi, tớ phải đi bán rau đây, không tàn trợ mất. Thế tớ cảm ơn cậu nhá. Không có gì. Hai triệu, bốn triệu, bốn triệu sáu. Này, anh đi đâu thế à? Anh định đi ra ngoài đầu làng xem đá bóng tí. Này có giải chung kết cúp C1 mở rộng nhờ. Chơi, suốt ngày bóng với trà bánh. Tôi ở nhà đi làm vất vả, để cho anh suốt ngày nhậu nhẹt, bóng bánh kiểu đấy phải không? Em cứ kể như khổ lắm ấy, vừa bán được đất của ông bà già xong khối tiền mở quán cà phê to đùng như này, tiền đếm tách tách thì còn kêu cái gì nữa. Mở quán thì nợ xu đâu. Anh là thằng đàn ông ấy mà không làm nên cái tích sự gì, để tôi phải căng đầu đi kiếm tiền suốt ngày cung phụng anh như thế mà anh lại. Anh nói cho em biết luôn này, cuộc sống này sao này, sống là phải biết hưởng thụ, hiểu không? Nhiều tiền để làm cái gì hả? À, sau này em mà chết đi thì em có đem được tiền đi theo không? Đem không? Giời, mà anh nói luôn cho em biết nhá, trả nợ ấy là cái chuyện lâu và dài. Thế có phải là ngày 1, ngày 2 đâu mà em cứ sồn sồn cả lên. Tát yêu được cái. Rồi nhá, khỏi nhiều, đi đây. Mày bên nhau nha. Này, đứng lại. Chị ơi, cho em hỏi là ở đây đang tuyển nhân viên đúng không ạ? Phải. Ơ kìa, con bán rau đây bà. Sao cô không lo ở nhà mà bán rau đi, tới đây làm cái gì? Chào chị, vì nhà em khó khăn quá nên buổi sáng em đi bán rau, còn buổi chiều em định xin đến đây làm thêm ạ. Thế thằng Tân đâu, nó không giúp cô à? Đã gần 6 năm trôi qua rồi nhở, từ cái ngày mà cô cho nó tiền ăn học. Em cũng không biết nữa. Hồi đó em giúp được anh Tân thì em giúp thôi ạ. Nếu như ở đây không tuyển nhân viên thì em xin phép về ạ. Ấy kìa, từ từ đã, tôi có bảo là không tuyển đâu.
cô làm việc cho quán của tôi. Làm từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối. Lương mỗi tháng là 1,5 triệu. Không bao ăn. Bắt đầu làm việc từ hôm nay. Nhưng mà chị ơi, em thấy ở ngoài biển kia ghi là lương 2 triệu mà bao ăn ở mà chị. Cô nhìn lại cái bộ dạng của cô xem. Quê mùa một cục, trả 1,5 triệu là nhiều lắm rồi đấy. Lại còn đòi hỏi nữa. Thế nào, cô có làm không? Không làm thì cút. Em có làm mà. Có thế chứ. Cô vào trong kia dọn nhà vệ sinh cho tôi, rồi lát ra đây dọn sau. Dạ vâng ạ. Em xin phép ạ. Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Tao phải hành hạ mày cho bỏ kết mới được. Ông anh đi cẩn thận ở chứ. À, sorry anh, đang để điện thoại. Dương ơi! Dương! Hình như cô ấy không có nhà anh ạ. Chắc là cô ấy ra ngoài vườn rồi. Mà sao anh không bảo nhân viên đi tìm hay thông báo gì đó? Mà phải về quê làm gì tìm cho mệt ra? Không được. Cô Dương là một người rất quan trọng đối với tôi. Mặc dù cô ấy chỉ bằng tuổi tôi thôi, nhưng mà đã phải nghỉ học sớm, vất vả kiếm tiền. Ngày xưa ấy, chính cô ấy là người đã dám cho tôi tiền tiết kiệm để tôi đóng học phí đấy. Dạ, em xin lỗi ạ. Không sao đâu, cậu giúp tôi tìm cô ấy nhá. Bây giờ cậu đứng ở đây chờ tôi, để tôi ra ngoài vườn xem cô ấy có ở đó không. Dạ, vâng ạ. Bảo sao, chủ tịch mua cả tảo sâm và sâm tố nữ của tập đoàn Kohino để tặng cô ấy. Chắc chắn là người quan trọng với chủ tịch ở đây. Dạ, có thấy cô ấy không ạ? Chắc là cô ấy đi đâu đó rồi. Bây giờ có tìm ấy, thì cũng không biết ở đâu mà tìm. Thôi thế này đi, bây giờ chúng ta tìm tạm quán cà phê nào đó để ngồi. Đợi khi nào cô ấy về, rồi chúng ta tới. Dạ, vâng ạ. Đi thôi. Lau chỗ này cho sạch vào. Đừng để bẩn như bàn mặt của cô. Lau mà không sạch ấy là tôi không trả tiền đâu đấy. Dạ vâng ạ. Nhân viên mới mà ngọt nước có nhỉ. Anh làm cái gì vậy? Bé bé cái mồm. Anh chỉ định nựng cái thôi mà. Sao em cứ phải căng thẳng ấy nhỉ? Hả? Đi. Anh dừng lại ngay. Ê, đi đâu? Đi. Chứ chỉ đâu. Này. Nựng cái. Hả? Này. Anh làm cái gì thế ạ? Có phải không có tôi ở đây? Hai người chim chuột bèo bó không? Không. À,
Tại đứa này này, anh vừa ngoài về thì nó rủ anh chơi trò đuổi bắt. Tại nó không phải tại anh đâu. Em không có. Là anh nói láo à? Cấp một, mày chỉ là đứa giúp việc phục vụ ở cái quán này, thế mà mày không biết điều, dám quên giữ chồng tao à? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Em không có thật mà. Đây đây, em thấy không, nó lại còn dám cay à? Con này láo, con này háo ơi. Em phải cho nó một trận cho nó bớt cái tật cua trai đi. Em cho nó một trận. Con khựa này láo ơi. Đúng rồi. Cô có sao không? Tôi không sao. Dương, là cậu phải không? Tân, là cậu sao? Cậu tránh ra đi. Con kia. Không. Con này. Tưởng ta là mày. Mày về quê đấy à? Gớp. Tưởng đi đâu biệt xứ rồi cơ mà. Chào anh chị. Không dám. Anh chị chào mày. Sao? Định về đòi nhà à? Này, không có cửa đâu nha. Mày bênh gì cái ngữ đó. Nó làm việc ở đây, muốn về vã chồng tao nên mới bị tao đánh đấy. Mày đưa nó ra đây. Không có. Là anh ta giở trò với tớ chứ? Tân, cậu phải tin tớ. Lão, này, mày đừng có mồm điêu nhá. Tao yêu vợ tao không hết thì tao lại đi ve vãn mày, mày điên à? Anh thôi đi. Tính của anh ra sao ấy, từ trước tới giờ cả làng đều biết cả. Chị đừng có mà mở mắt bênh chồng. Với cả Dương là người tử tế, không phải người như anh chị nghĩ đâu. Nó cho mày bao nhiêu mà mày bênh nó chậm chậm thế? Mày nhìn lại cái bản thân mày xem. Vừa nghèo, vừa xa quê. Mày về đây làm cái gì? Xin tiền à? Tôi không có. Tôi về đây tìm Dương để trả ơn cho cô ấy. Và tôi đã thu thập đủ bằng chứng để kiện hai người ra tòa rồi đấy. Này, kiện thế hả? Anh nói vuông một câu cho nó tam giác cho chú hiểu này. Nhà ấy, anh bán rồi, thấy không? Kiện cái gì? Bây giờ mày nói kiện cái gì? Con kiến kiện củ khoai à? À? Ngôi nhà đó tôi cũng có phần. Anh chị bán phải hỏi ý kiến của tôi. Nếu như tôi không đồng ý thì tôi có quyền kiện hai anh chị ra tòa đấy. Mày, sao mày dám? Mà tao không nói nhiều. Mày đưa nó ra đây rồi cút đi nhanh. Nếu không thì đừng có trách. Em để anh tặng cho này một trận. Tao bất lộ bao đồng đi. Mày đi. Đau quá. Tôi nói cho hai người biết, tôi không còn dễ bắt nạt như ngày xưa đâu. Này, hai người cứ chờ xem tôi sẽ trừng trị hai người như thế nào. Mày dám đối xử với anh mày thế à? Gớm, mạnh bạo quá nhở. Để tao xem mày trừng trị bọn tao kiểu gì. Chủ tịch ạ. Anh có phải là chủ nhân của chiếc xe ô tô lúc nãy không? Mà anh vừa gọi ai là chủ tịch ấy? Phải, chiếc xe kia là của anh ấy. Đây là anh Tân, chủ tịch của công ty SVM chúng tôi. Mà hai người là... Cậu nói sao? Chủ tịch công ty SVM? Sao có thể... Thế là thằng Tân nhiều tiền lắm đúng không? Nó có cả ô tô cơ mà. Phải, nhưng mà hai người là... Bọn tôi là anh em với thằng Tân đấy. Vợ tôi là chị cùng cha khác mẹ với thằng Tân. Thế nên là anh em họ hàng, không phải anh em họ hàng mà là anh em thân thiết luôn, khăng khít lắm. Cho nên là anh xem thế nào, cho bọn tôi một vị trí cho công ty đi làm gì nữa. Đúng. Cái đấy phải do chủ tịch tôi quyết định mới được. Chủ tịch em tôi. Tân này, em xem thử đi. Dù sao mình cũng là chị em với nhau mà. Hai người thôi đi, đến nước này rồi mà hai người còn dám nói câu đó à? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người, huống chi là xin việc ở công ty của tôi. Cái thằng phản trắc này. Ngày hôm nay tôi về đây để tìm Dương, để trả ơn và giúp đỡ cô ấy. Hơn nữa, tôi sẽ đưa Dương lên thành phố để sinh sống. Cậu về tìm tớ sao? Nhưng sao lại lên thành phố? Tớ còn gia đình, còn mẹ đang ốm ở nhà nữa. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ đưa mẹ cậu lên thành phố để chữa trị. Tiền viện phí tớ sẽ lo hết. Tớ sẽ đưa cậu đi học và tìm cho cậu một công việc thật tốt. Cậu nói có thật không? Nhưng tại sao cậu lại tốt với tớ như thế? Có phải vì tiền không? Tớ nói thật mà, không phải vì tiền đâu.
Vì cậu là người tốt, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Đôi khi người quả ấy lại tốt hơn cả anh em trong nhà đấy. Thằng con cháu đã bắt, mày đã ép tao cơ mà, mày phải giúp tao chứ. Tao đã nợ gập đầu ra đây này. Nợ gập đầu sao? Thế thì kệ hai người. Còn chuyện kết tung sắp tới, hai người lo mà chuẩn bị đi. Về thôi Dương. Tân ơi, nghe chị nói đã. Tân ơi. Tân ơi, anh biết anh sai rồi, đừng kiện anh chị mà Tân ơi. Mong hai người đừng làm phiền chủ tịch tôi nữa. Tất cả là tại anh ý. Cô mà cô ngu ấy. Từ đầu cô mà không ta làm cái kỷ công đi nước như này, tôi không như mặt cô đâu.